bàn thắng từ những pha đánh đầu là Đức Trinh, Hoàng Đức. Trọng Hoàng xử lý rất tốt. Đó là một pha vào bóng rõ ràng là ác ý. Đức Trinh rất hay. Phía trong là Tiến Linh. Đức Trinh vẫn đang chờ các đồng đội ở vị trí tốt nhất. Tiến Linh không thể tin nổi là Tiến Linh có thể biến tình huống vừa rồi thành bàn thắng. Mẫu mực từ cách mà chúng ta triển khai bóng với cú đi bóng bằng đầu của Đức Trinh. Bình tĩnh, tỉnh táo, chờ từng bước chân của Tiến Linh. Và đây là một cú lắc đầu mà và xử lý từ Thành Trung. Thành Trung đã quan sát rồi và mở một đường bóng dài lên cho Đức Trinh. Đức Trinh ơi, vào rồi! Tất nhiên là tất cả các cổ động viên Việt Nam đang ngồi trước màn hình để theo dõi đội tuyển vào lúc này. Bứt tốc rất nhanh, loại được hậu vệ đối phương, dứt điểm đơn giản. Đức Trinh rất nhanh, Hùng Dũng. Đức Trinh, Thái Quý. Phía trong là Đức Trinh, đến đâu? 3-0 rồi! 3-0 rồi! Một màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo của đội tuyển U22 Việt Nam và của cá nhân Đức Trinh trong hiệp 1 của trận bán dự giải U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Quả đá phạt của Thái Quý. Wow! Cú hat-trick của Đức Trinh. Game lần này. Liệu có thêm bàn thắng cho các cầu thủ chúng ta không? Đức Trinh không vào. Chúng ta không rõ là trọng tài còn chờ đợi điều gì khi mà thời điểm này hoàn toàn đã có thể thổi còi kết thúc trận đấu. Một quả penalty cho U22 Campuchia. Xuất sắc. Đúng là như vậy. Anh Cương nói rằng Văn Toàn bắt penalty rất hay. Và tôi thì nói rằng là